Hello everyone, today we will take the test English 7. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 45 phút lần cuối cùng của chương trình tiếng Anh lớp 7. Đề số 1 nha. Rồi, đề số 1 nè. Thứ nhất là cái phần mà chia thì, chúng ta lưu ý cái từ ago này. Trong chương trình lớp 7 thì chúng ta đã học về cái thì mà quá khứ đơn, ago là dấu hiệu thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn á là diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, chủ ngữ cộng động từ cột 2 à, hai động từ quá khứ. Động từ cột 2 thì bao gồm có động từ có quy tắc và bất quy tắc. Có quy tắc là chúng ta thêm ed, và bất quy tắc thì nằm trong cái bảng động từ bất quy tắc và chúng ta phải học thuộc ha. Rồi cái từ work này chúng ta phải thêm ed vào và trở thành từ như thế này: anh trai tôi đã làm việc ở Huế cách đây vài năm. Rồi how often sẽ là dấu hiệu ha, của thì hiện tại đơn. Cái này luôn chia ở hiện tại đơn nhé. Hiện tại đơn là chủ ngữ số nhiều cộng động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít cộng động từ thêm SES. Đối với câu nghi vấn thì phải mượn trợ động từ do để trước chủ ngữ. Nam là chủ ngữ số ít cho nên ở đây chúng ta xài do này à, và sau trợ động từ chúng ta xài động từ nguyên mẫu. How often does Nam play sports once a week? Nam có thường chơi thể thao không? Một lần một tuần. Rồi câu thứ ba, các bạn lưu ý cái từ now này. À, cái từ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. À, ngay bây giờ, ngay lúc này, bọn họ bây giờ đang xem tivi. Thì là tiếp diễn là chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm ing. Mà nhớ, đây sẽ đi với a và cái động từ thì phải thêm ing vào là they are watching tivi nào. Câu số 4, các bạn để ý cái từ next Sunday. Có cái từ next trong câu có nghĩa là thì tương lai đơn. Mà thì tương lai đơn, các bạn lưu ý chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu. Vậy là xong thôi. Minh và Lan sẽ đi thăm bạn của họ vào chủ nhật tuần tới. Rồi cái bài dưới, trong chương trình tuần lớp 7 á, thì các bạn phải chú ý tới phần trạng từ và tính từ. Lưu ý này. Lưu ý nhá. Sau to be. Cái này học để làm bài thôi. Sau to be thì là tính từ. Sau to be là tính từ. Rồi, sau trạng từ, sau động từ thường. Sau động từ thường thì là trạng từ. Như thế nào là tính từ, khi như thế nào là trạng từ? Các bạn lưu ý, ví dụ đẹp này. Beautiful là tính từ. Trạng từ của nó là beautifully. Được chưa? Đấy, những cái thêm ly vào sẽ gọi là trạng từ. Nhưng có một cái từ như thế này, good là tính từ. Nhưng mà trạng từ sẽ là well, nó không theo quy tắc thêm ly vào. Ngoài ra các bạn cũng cần phải lưu ý cái từ hot, bản thân cái này vừa là tính từ vừa là trạng từ. Đấy. Nha, hot chăm chỉ. Rồi. Bây giờ các bạn lưu ý câu nào có to be thì xài tính từ. Câu nào không có to be mà là động từ thường thì xài trạng từ, vậy thôi. Ngoài ra cần phải lưu ý thế này. Chúng ta lưu ý tính từ sau đó sẽ cộng với một danh từ. Tức là trước danh từ sẽ là một tính từ. Những cái này học thuộc lòng là làm bài được, không cần phải phân vân gì cả. Đấy. Rồi bây giờ làm. Thứ nhất, run là động từ thường, cho nên chúng ta sẽ xài trạng từ. Rất dễ. Câu thứ hai, walk là động từ thường, cho nên chúng ta xài trạng từ. Câu thứ ba, ở đây không liên quan động từ to be hay động từ thường mà liên quan tới danh từ. Activity là danh từ, đứng trước danh từ là một tính từ, cho nên chúng ta xài danger. Câu thứ tư, cũng là vậy luôn. Volleyball player là một danh từ, cho nên đứng trước danh từ là một tính từ, cho nên chúng ta xài skillful. Câu số 5, Hải lái xe một cách cẩn thận, ông ta là một tài xế cẩn thận. Rồi driver là danh từ, trước danh từ là một tính từ, cho nên ở đây chúng ta xài careful. Được chưa? Câu số 6, Hoa nói tiếng Anh rất là gì? Bây giờ speak là động từ thường, cho nên ở đây xài trạng từ của good là well. Rồi, ở đây xài well. Dễ không? Rất dễ. Rồi xuống bài dưới là nối. What do you usually do in the evening? Rồi bạn thường làm gì vào buổi tối? Lẽ ra chỗ này mà thiếu từ do này mới đúng này. What do you usually do in the evening? Bạn làm gì buổi tối? Câu số 2, bạn có muốn chơi tennis không hà? Câu số 3, có chuyện gì với bạn vậy ba? Câu số 4, bạn đã học bài học về đồ ăn có lợi cho sức khỏe phải không? Rồi, thứ nhất, câu nào dễ làm trước?
có đít đầu câu có nghĩa là câu hỏi yes no, thì chắc chắn câu 4 sẽ nối với câu câu B rồi. Yes, I did. Câu thứ hai rất là dễ là câu thứ ba này nè. Có chuyện gì với bạn vậy ba? Nói về bạn bị sao thế đấy. Bạn bị bệnh gì vậy? Câu này chắc chắn mới đi với câu A. Rồi còn hai câu này. Bạn làm gì ở buổi tối thì chắc chắn là chúng tôi thường xem tivi rồi là câu C. Bạn có muốn chơi tennis không hà? I love you, but I'm busy now. Tôi mình thích lắm nhưng bây giờ mình bận rồi là câu D. Dễ không? Rồi xuống bài dưới nha. Bài dưới nè. Dịch nào. Cô Hoa là một nha sĩ. Miss Hoa is a dentist at Quang Trung School. Cô Hoa là một nha sĩ ở trường Quang Trung. She look after all the children's teeth. Cô ấy chăm sóc tất cả những răng của tất cả các bạn học sinh. Miss Hoa office is very clean and so her uniform. Và đây là gì? Phòng của cô Hoa, cơ quan hay là cái phòng làm việc cô ấy rất là sạch sẽ. Và đó là tác phong cô ấy. Many children are scared. Tất cả học sinh đều sợ khi họ đi gặp cô Hoa. Nhưng she is a kind woman. Nhưng mà cô ấy là một phụ nữ tốt bụng. She explain. Cô ấy giải thích what will happen. Cái gì sẽ xảy ra. So they aren't afraid. Vì thế họ rất sợ. Miss Hoa give the children advice. Cô Hoa mang cho trẻ em những lời khuyên. She tell them how to look after their teeth. Cô ấy nói với bọn chúng rằng cách chăm sóc răng. She remind them to clean their teeth regularly. Cô ấy nhắc nhở bọn chúng đánh răng thường xuyên. Rồi đánh này là chu phone. Chu là đúng và phone là sai. Cô Hoa là một giáo viên ở trường Quang Trung. Sai, cô ấy không phải là giáo viên mà cô ấy là một nha sĩ. Vậy câu này sẽ là phone. Câu số 2, cô ấy chăm sóc tất cả răng của trẻ em. Răng của tất cả trẻ em, đúng. Cô Hoa, văn phòng cô Hoa không có sạch sẽ. Sai. Và đồng phục cô ta cũng thế. Rồi cái này là sai, sạch sẽ chứ. Có nhiều trẻ em rất sợ khi mà họ đến gặp cô Hoa. Đúng rồi. Xuống bài dưới, Minh thêm từ vào hoàn thành câu cho thành câu đúng này. Minh thích nghe nhạc pop. Bây giờ chúng ta phải thêm nhá. Chia động từ luôn. Minh là chủ ngữ. Minh like thêm sở. Minh like listen. Đằng sau like á, là động từ thêm ing. Đằng sau listen phải có chu. Pop music. Minh like listen to pop music. Rồi câu số 2, Nam lái xe một cách cẩn thận. Anh ta là một tài xế cẩn thận. Câu này thứ nhất chủ ngữ là nam này, phải có y, không được có y. Động từ thường đây, the driver. The driver phải thêm sờ vì nam chủ ngữ số is. Carefully chấm. He is a careful driver. Câu này có nghĩa là gì? Nam lái xe một cách cẩn thận. Anh ta là một tài xế cẩn thận. Đó. Rồi xong phần phát âm. Et. Cái bài này là chữ E này. Net là E luôn. Cái này là versal là chữ E. Competition là chữ E. Vậy đáp án là câu C. Câu số 2, diver là thợ lặn này, là chữ I này. I. Rồi câu này, câu B, thợ cứu hộ. Lifeboat. Lifeboat là chữ I luôn. Câu C là district là chữ Y. Câu D, prize là giải thưởng là I luôn. Vậy đáp án là câu C luôn nha. Rồi câu 3, address là cái chữ V ngược này, reason là chữ V ngược luôn, under là V ngược luôn, trong khi từ này đọc là surface là chữ E, cho nên chúng ta sẽ đọc câu D, chọn câu D nhé. Rồi đây là tất cả cái bài kiểm tra một tiết lần thứ tư của chương trình trẻ em lớp 7 thí điểm nha. Goodbye, chúc các bạn học tốt.